Chào người, thì hôm nay mình sẽ cùng nhau bàn luận về một cái interface SDMMC. Thì tại sao lại phải sinh ra một cái chapter riêng này đúng không? Nó có ý nghĩa gì? Nó có lợi ích và ý nghĩa gì? Thì khi mọi người giao tiếp một cái thẻ SD ấy, thì mọi người có thể dùng SPI giao tiếp, nhưng mà trên SPI ấy, trên MOSI hoặc là MISO đúng không? Nó chỉ là hoặc là một đường out, một đường in thôi. Data chỉ trên một giây thôi. Nó rất là chậm. Mà những cái ví dụ thẻ SD thì thường thường thì mọi người lưu những cái dữ liệu rất là lớn, ví dụ như là video này hoặc là những bài hát gì đấy đúng không? Nó rất là lớn và mình dùng SPI mình đọc thì nó rất là lâu. Thì đối với người dùng ấy, người dùng sẽ không bao giờ dùng SPI để giao tiếp với cái thẻ nhớ, và người ta dùng một cái interface gọi là SDMMC này để giao tiếp. Thì nó sẽ hỗ trợ lên đến là 4 giây data, mình có thể là ghi 4 giây hoặc là đọc 4 giây về, đúng không? 4 giây data nó sẽ rất là nhanh. Hoặc là những cái bộ nhớ ví dụ như là MMC này, nó cũng sử dụng một interface này, đúng không? Nhưng mà nó hỗ trợ lên đến 8 giây data, đọc và ghi, hoặc đọc trên 8 giây và ghi 8 giây, hoặc là cái thẻ SDIO. Ba cái bộ nhớ này này thì nó đều dùng dùng cái interface là SDMMC này, nó gọi cái này là gọi là controller, toàn gọi nó sẽ gọi là controller. Thì bài này mình sẽ chia sẻ cho mọi người là làm nào để mình có thể giao tiếp một cái thẻ SD. Và những cái thẻ này, những cái bộ nhớ còn lại thì nó cũng tương tự nhau thôi. Nếu mọi người làm được cái SD thì những cái này nó cũng tương tự. Thì trước tiên nếu mọi người làm SD ấy, thì mọi người lên một cái trang trang này sd.org, vào download Symbols Collection này. Đây, mọi người tải cái này về. Là một cái tài liệu nó rất là chi tiết, làm nào để giao tiếp thẻ SD, tất cả cái comment các kiểu nó nằm hết trong tài liệu này. Đây, khi mình tải về thì nó sẽ là như thế này. Đây. Thì đầu tiên ấy, mọi người cần phải để ý là cái chân đúng không? Chân của thẻ SD. Thì thẻ SD nó sẽ có những cái chân như thế này. Mọi người sẽ để ý là chân bốn bốn chân data này, data 0 1 2 này, 3 này, chân comment này, đúng không? Clock này. Những chân quan trọng. Và nó sẽ đây, nó sẽ phù hợp với lại cái chuẩn SD FBI. Mọi người để ý là ví dụ như là chân CS sẽ là tương đồng với lại chân CD nếu mà mọi người chạy với lại FBI mode. Đấy, nó sẽ tương đồng. Thì ở trên thị trường ấy họ sẽ bán cái loại module mà giao tiếp với SD này, giao tiếp với FBI này. Thì mọi người sẽ mua cái module này về mà mọi người đấu nối lại theo kiểu như thế này, đúng không? Đấu nối là chân CS là tương với lại chân database này, đi hướng lại comment này. Sau đó mọi người là giao tiếp với lại SD qua cái chuẩn này. Đây, chuẩn này. Mình đã làm rồi và đã chạy khá là ổn định rồi. Thì đây, thì có một cái module mà nó sẽ mở mở rộng hết ra cái chân, đấu ra ngoài hết đây này, nó không phải là cái giao tiếp FBI này nữa mà nó làm cái giao tiếp SDMMC kia. Thì nó sẽ nhìn thấy nó sẽ có chân data 0 này, data 1 2 3 này. Mình có thể giao tiếp được trên 4 giây data, là có thể là write read trên 4 giây đúng không? Còn cái này thì mình chỉ write read trên 1 giây thôi. Đây là toàn bộ chân nó. Khi mọi người tìm hiểu về chân xong thì mọi người lại tìm hiểu về clock, clock của con này. Thì chân đấy thì mọi người muốn giao tiếp thì mọi người là đẩy cái chân này là như alternate, alternate và no pull up, no pull down. Cũng như là so sánh giữa
Giữa dòng ở đây mình đang nói về dòng F7, mình có dòng mình xem là mình có thể mở cái dòng F4 ra hoặc là F1 ra, thì F4 F1 nó đều có một cái chương là FDIO, và chương này giống hệt cái chương đấy. Rồi, cái này bộ thanh ghi mọi thứ, thì mọi người có thể, nếu mọi người làm được, chỉ cần trên giao tiếp được cái thẻ SD trên một con bất kỳ thôi, thì mọi người có thể những cái con khác ấy, thì nó cũng tương tự, mọi thứ đều tương tự. Rồi. Nó đều cách hiểu như vậy. Thì để làm được cái thẻ SD ấy, thì giao tiếp thẻ SD thì mọi người cần phải hiểu được cái protocol nó. Ở đây thì nó sẽ có cái khái niệm là qua mang và GPON. Có lại cái coi qua mang mà chỉ có no, không có GPON này, và không có data này. Đấy. Thì cái qua mang là qua mang mà từ hot này đến card, còn cái GPON là từ card về hot tới hot. Đấy. Tức là thẻ nhớ sẽ phản hồi lại về hot cái GPON này. Đây. Cái loại có loại là read block này, có data block này, CRC này. Thì một cái comment của nó sẽ có là bit đầu sẽ là bit 0 này. Bit tiếp theo là bit 1 này và content này, CRC 1 này. Ban đầu thì mọi người hơi khó hiểu, nhưng mà mọi người xem hết video ấy, hoặc là video tiếp theo mình cũng share về cái này ấy, thì mọi người sẽ tự làm rồi mọi người sẽ hiểu được sâu hơn về cái này. Thì đây, ví dụ là nếu mà mình chỉ dùng một cái dây data chặt ghi hoặc xóa thôi, thì đây thì nó chỉ có trên một dây thôi, đúng không? Còn nếu mọi người trên cả 4 dây thì data nó về trên 4 dây nó sẽ nhanh hơn, đúng không? Tốc độ gấp 4 luôn. Ở đây thì mình có thể là có mang nó có những cái gì, đúng không? CMD mình ví dụ một cái đây mình có code mình chạy rồi. Ví dụ như là có mang không chẳng hạn thì nó sẽ là không có JPON. Đây là ở đây họ viết hầu tất cả các comment, mọi thứ rất là chi tiết ở đây. Go to idle state này. JPON nó sẽ không có này. Tùy từng loại comment, ví dụ có ở đây rất nhiều comment và ý nghĩa của từng comment khác nhau. Đấy thì tí nữa mình sẽ sâu cho mọi người rõ hơn về cái này. Comment nó sẽ gồm có là comment index này, số bao nhiêu này, argument này bao nhiêu này, JPON là kiểu tay bao nhiêu này. Đấy. Thế nên là cái đoạn code này này, cái đoạn gian CMD này mình phải quan tâm là comment số bao nhiêu này, argument bao nhiêu này, JPON là bao nhiêu này, và cái biến để đọc được cái JPON đấy về. Đấy. SD nó có một cái thuật ngữ là gọi là block count và block size. Bình thường như những cái con chip khác thì mọi người để ý là 32 bit thì họ chỉ đánh số là từ địa chỉ là từ 0 đến 0 đến FFF đúng không? 80F đúng không? Đấy, địa chỉ của một cái bộ nhớ bình thường RAM hoặc là flash đấy. Đúng không? Thì FFF nó chỉ đến là từ 0 đến mọi tướng vậy, từ 0 đến 4G thôi. 4G là FF là từ 4G đấy. Thì SD mọi người thấy là nó hỗ trợ lên đến 128G hoặc là rất nhiều đúng không? Nó rất lớn. Vậy kiểu đánh kiểu địa chỉ như thế này thì không được. Nó sẽ không có 32 bit thì nó không thể nào lên được đến trên 4G. Vậy trong thẻ SD nó không đánh dấu kiểu địa chỉ như này, và thuật ngữ địa chỉ nó sẽ không không có khái niệm thuật ngữ địa chỉ, và nó có thuật ngữ là block count và block size. Thì họ sẽ đánh dấu là từ block count là từ 0
1, 2, 3 và tiếp tục. Được không? Tùy từng trẻ nhớ mình có thể ghép được cái block nào nó ra. Mình ví dụ là ở đây block size mình có thể lựa chọn được controller hoặc mình set nó. Block size thường thường mình để là 512 byte. Hoặc mình có thể để hơn, tùy. Đây thì nó sẽ tổ chức như nào? Đây nó sẽ tổ chức là đây sẽ là không này, block count là không này, đúng không? Một này, hai này, ba này, đấy, block count nó sẽ đếm là nó sẽ như thế này và mỗi cái block mỗi cái này sẽ chiều dài là 512 và size cũng block đấy, block size sẽ 512 đấy, nó sẽ hình thù như này và vân vân cứ mãi, nó tùy thuộc vào size của TSD. Nếu mà mọi người muốn xóa cái block không, block cao không thì nó sẽ xóa là từ cái từ đây đến end của 512 byte đấy. Tương tự mọi người xóa cái block 2 hoặc ghi block 2 thì nó sẽ block cao bằng 2 thì nó sẽ ghi như thế này, ghi vào đây. Hoặc là block 3 nó sẽ ghi vào đây. Đấy nó sẽ ghi theo block. Thì cái block này là cái số ứng với lại là 2 mũ 32 đúng không? Thì nó sẽ lên đến bộ nhớ sẽ lên đến là rất là lớn đúng không? Với kiểu kiểu đánh như này thì nó sẽ rất là lớn. Đấy. Nó không có khái niệm địa chỉ kia mà nó khái niệm là block cao và block size. Block size tức là size của mỗi block, còn block cao là sẽ giá trị như thế này. Đấy, nó tương tương như thế này. Ok. Mình có thể là sẽ chỉ cho mọi người là làm nào để mình có thể ghi xóa đọc viết được. Thì ban đầu khi mọi người bật cái nguồn lên ấy thì nó sẽ là ở con SD card nó sẽ ở idle state rồi. Hoặc là mình cần run run command không để chắc chắn nó nằm ở idle state. Đấy. Mình sẽ show lại cho mọi người nhìn thấy được. Đây mình sẽ nói về những khối thôi, còn chi tiết sẽ vì sao sau mình sẽ nói sâu hơn. Thứ nhất là GPIO config này thì mình config là tất cả là Ethernet. Ok này. Tiếp theo là mình sẽ config là clock của nó này. Enable clock nó lên này. Thì clock của nó ấy, mọi người để ý là đây ở đây có hai controller một và hai thì mình đang con dùng con một này thì mình đang lấy là nguồn nguồn HDI là 16M đây, chọn nguồn HDI 16M ở đây thì vào trong ấy thì nó có thêm một cái bộ chia chia của module nữa, tức là 16M có thể chia nhỏ ra nữa. Rồi. Ở đây thì mình đang đang dùng clock là 400 key, mình đo thế thì cũng ok. Mình dùng logic Azure mình thấy đo rất là chuẩn. Đấy. Thì ở đoạn đây là để enable clock nó lên, bộ chia kiểu bắt đầu là mình run command không, thì command không sẽ là có command không này, argument không này, không có JPON này. Đây, theo đúng mình làm giống hệt theo đúng cái sơ đồ này. Cái đang có mang để về idle state này. Ok, xong là mình sẽ dăn có mang 8. Đây, mình sẽ dăn có mang 8 này. Có mang 8 thì nó sẽ có cái gì ở đây? Ví dụ nha, xem mình để 8 này. Đây, CMD8 này nó sẽ là support cái voltage này, rồi, drain này, tức là dãi của cái điện áp này.
và check cái pattern này, acum set ở trong acumen này, tức là mình set một cái pattern ở trong acumen này. Nó sẽ check, họ sẽ, đây mình sẽ kiểm tra là pattern đấy liệu có đúng không. Ví dụ mình set là mình ghi cái một cái pattern bất kỳ, ví dụ như là 123 chẳng hạn. Thì mình đọc về xem là JPON về có đúng là 123 không. Đấy, để mình check kiểm tra nó đúng không. Và check voltage. Tài liệu này họ viết rất là đầy đủ ở đây. Đây, cái kiểu là thuộc R7 đúng không? Report. Ở đây thì ở đây nó có hai thuật ngữ là short JPON và short này, short JPON và long và none, ba cái. Thì short là ý nghĩa như thế nào? Tức là những cái mà ở đây thì nó hỗ trợ đến 4 thanh ghi JPON trả về từ cạc vào thanh vào cái hot của mình. Được không? Thì có tùy từng JPON, ví dụ kiểu JPON R1 này thì nó sẽ là thì nó 32 bit đúng không? Cạc status nó trả về 2 bit và nó sẽ thuộc vào cái JPON chỉ một thanh ghi thôi là đã chứa được cái JPON này rồi. Hoặc là những cái JPON mà nó cần phải là 4 thanh ghi này. Nhà 4 thanh ghi này. Gọi là long JPON đấy. Đây, long này. Đấy thì mình sẽ làm giống hệt theo đúng protocol đúng không? Giống hệt như thế này thì nó sẽ mình dàn 8 xong. Bắt đầu là mình dàn cái comma 41. Đấy, comma 41 này. Thì trước khi dàn comma 41 này nó cái A này tức là application đấy là một cái comma mở rộng thì mình cần phải là dàn cái comma 55 để báo hiệu là comma tiếp theo là comma application. Đấy, có thể là sẽ ở đây 55 đúng không? Đây nó cần phải gbit lại này, để ý này. Chỉ ra rằng next comma là application specific này. Đấy. Comma 41 đúng không? Tiếp theo là đến comma 2 này. Đấy, comma 2. Dàn comma 2 này. Lấy được cái thông tin CID. CID mọi người thấy là tra ở đây. Bài tiếp theo mình sẽ đi sâu hơn. Tra ở đây CID có nghĩa là gì? Tiếp theo là dàn comma 3 này. Dàn comma 3 này. Đấy. Dàn comma ok này. Sau đó là đến dàn comma 3 đúng không? Ok rồi. Thì bắt đầu nó sẽ đi đến tiếp theo. Đây, đi comma 3 đây rồi. Bắt đầu chạy đến comma 9. Ở đây thì nó muốn hỏi comma 9 ở đây là cái gì? Nó lấy được cái thằng CSD, tức là thanh ghi. Ở trong cái trại nhớ ấy, nó có một bộ thanh ghi đúng không? Bộ thanh ghi nó chứa là ví dụ như là mình cần phải đọc ra mình lấy được thông tin ví dụ như là ngày sản xuất hoặc cái gì đấy hoặc là size của thẻ nhớ là bao nhiêu các kiểu đúng không? Mình cần phải đọc thanh ghi ra. Đây, những cái thanh ghi. Sau đó là đúng không? Nó đến đây rồi, bây giờ mình dăn comma 7 đến chamber state này. Comma 7 đến chamber state này. Mọi người ấy khi mọi người dăn comma ấy thì mọi người phải đi đúng cái đường của nó chứ không được cong nhảy, ví dụ như là từ comma 3 mà dăn comma 7 này không được. Phải theo đúng cái sơ đồ cái đường của nó. Đấy, comma 7 đến chamber state này. Chamber state thì họ dăn con mình dăn comma 13. Comma 13 thì đứng ở chỗ đâu cũng dăn được. Đấy. Và để lấy được cái thông tin của card này, của card này đúng không? Mình có thể không dăn comma 13 này cũng được. Nhưng bắt buộc mình phải dăn những cái comma theo đúng cái đường này C7 này. Mình có thể không dăn, mình có thể dăn comma 4 hoặc 9 ở đây hoặc không dăn cũng được. Nó chỉ lấy thông tin thôi. Còn những cái đường này thì bắt buộc mình phải đến đây, đến transfer state
thì tại đây thì mình có thể là ghi được, là tại đây mình có thể xem data này, mình có thể nhận data này. Đấy, thì đây kết thúc một cái init của mình, tức là mình muốn đẩy cái SD ở chamber state. Đấy, chamber state. Tiếp theo là bây giờ mình muốn là xóa, đúng không? Mình muốn xóa là block, block cao, tức là mình muốn xóa là block hai block này, hoặc là ba block, hoặc là nhiều hơn, hoặc là một block tùy. Thì đây mình có mảng xóa đây, thì xóa nó sẽ support là cần phải là block start của nó là bao nhiêu. Ở đây mình đây mình có thể là có mảng 32 đúng không, thì muốn xóa được đúng không thì mình cần phải biết được block start và block end của nó, thì mình ghi đúng không, sau đó bắt đầu xóa nó sẽ xóa những cái block mình muốn. Có mảng 32 này. Nó là set cái địa chỉ write block first đúng không? Block đầu tiên để xóa đúng không? Tức là cái thằng này sẽ là địa chỉ đầu tiên để xóa này. Đấy, thì nó sẽ là đây là ở mình là mình đang muốn là ghi xóa từ block block này bao nhiêu và số lượng block bao nhiêu. Ví dụ mình muốn xóa block 1 đi, bắt đầu từ block 1 và với một block thôi, hoặc là mình muốn xóa là từ block 3. Đây đúng không? Block 3 và hai block đúng không? Nó sẽ xóa block 3 này, block 4 này. Đấy, nếu mà mình ghi này. Tương tự đây, nếu mà mình viết này thì nó sẽ xóa block 1 này, block 2 này. Thì nó cần phải cái bắt đầu của nó đúng không? Bắt đầu địa chỉ của nó sẽ là block này. Block bao nhiêu này nhân với lại block size thì block size mình để 512. Ví dụ mình muốn xóa từ block 1 này. À, thì nó sẽ lấy là 1 nhân với 512, tức là địa chỉ này. Tương tự thằng command 33 ấy, nó nói về end của block. Đây là cái địa chỉ end của block. Đây ra, nó tương tự bắt đầu mình xóa, đây là command xóa. Thì nó sẽ xóa là theo đúng cái block của mình muốn, tức là đây mình đã nói rồi. Ví dụ mình để cái đây là block cao là 1 và để đây số lượng block là 1 thì nó sẽ xóa là block 1. Đó, hoặc là đây mình để là 2 thì nó sẽ xóa block 1 và block 2. Ở đây mình đang để là số lượng block. Đây, number block to xóa đây. Tương tự viết. Viết thì mình viết thì nó sẽ là viết single block đúng không? Mình có thể viết được single block hoặc là viết multi block, tức là nhiều block. Thì ví dụ một cái single block đi. Thì ở đây hoặc mình cần check là mọi thứ để dắt đi để command trước đã xong hết chưa? Mọi thứ đã xong hết chưa? Mình bắt đầu là set block size. Block size của nó. Tức là mình để set cho thằng thằng card ấy nó hiểu là block size là 512 byte. Mình muốn set cho nó là card này hiểu được cái này. Ok, tất cả ở đây cũng phải set cho controller. Controller là cái này cũng là 512 bài và tương ứng với nó và chỉ ra đây là read đúng không? Read là tức là từ card, read từ card về. Đấy, hỗ trợ nó hỗ trợ là nếu mà một block thì nó sẽ là command 17, còn multi block sẽ là command 18. Đấy, hỗ trợ là ví dụ như 17, 18 này. Tại mình khi mình đứng là init đứng ở đây mình có thể gian command 17 18 để là đọc những cái data về command 12 tức là báo hiệu là đã hoàn thành. Đấy, rất là đơn giản, mình cứ theo đúng cái đường đi của command này mình có thể gian và mình ghi xóa thoải mái. Đấy, command 17 là viết single block này, read thì đây khi mình gian command về nó sẽ về một cái buffer và mình read từ cái buffer ấy về. Đấy, thế này thôi. Tương tự là write block cũng thế. Write block thì nó sẽ là cũng check là công việc đã mọi thứ đã xong chưa. Xong rồi lại set block size của nó. Xong đó là set up cái block size của controller. Và nó bắt đầu là run command 24 25 thì nó hỗ trợ 24 25 để
nhận data, nhận data. Đấy thì khi mà data đã về rồi đúng không? Read đã về rồi thì bắt đầu là mình ở đây là write đúng không? Write tức là mình sẽ là khi run command xong mình sẽ write vào FIFO. Đây, cái này là sẽ là FIFO. Đấy, FIFO xong nó sẽ là tự động nó sẽ write vào trong trong thằng cho tất cả. Đấy. Đây lại là về tóm tắt, đây là tất cả là lý thuyết để làm nào để mình có thể là giao tiếp được một cái mình có thể ghi được vào trong ghi hoặc xóa đọc vào trong một cái thẻ nhớ SD. Còn cái mà run command này, CMD này, function nó sẽ như thế nào? Đây. Thì nó ở controller nó sẽ hỗ trợ cho mình là CMD bao nhiêu này, rồi xong là argument này, nó sẽ tương ứng với lại trong cạc như này, đây để mình ghi vào thôi. Đây, nó sẽ hỗ trợ là cho mình là command index là bao nhiêu này, để mình ghi command index vào này, argument này mình ghi argument vào này, hoặc là response kiểu R1 hay R2 này ghi vào này. Đấy thì mình xin hết, thì bài tiếp theo mình sẽ là chia sẻ sâu hơn và debug để mọi người hiểu được về cái giao tiếp về cái SD này.